Đây là lần đầu tiên trong vòng 3 thập kỷ qua diễn ra một triển lãm của họa sĩ Toulouse-Lautrec tại Paris, người được coi là một trong những họa sĩ theo trường phái hậu ấn tượng có tầm ảnh hưởng nhất. Buổi triển lãm được tổ chức nhằm mang đến cho công chúng cái nhìn rộng và rõ nét hơn về sự nghiệp tuy không dài nhưng vô cùng giá trị của danh họa. Toulouse-Lautrec đã bắt đầu vẽ những bức tranh mô tả cuộc sống về đêm của người dân Paris Pháp đầy phong túng từ những năm 1890 và đắm mình trong đó. Sinh ra ở Anbi vào năm 1864, nhưng danh họa Toulouse-Lautrec dành phần lớn cuộc đời của mình ở Paris. Ogi de Toulouse-Lautrec là con của một gia đình quý tộc. Cha mẹ ông có hôn nhân cận huyết nên ông chịu chứng rối loạn gen, ảnh hưởng tới ngoại hình, không thể tham gia vào các hoạt động cần thể chất khỏe mạnh. Ogi chìm đóng vào nghệ thuật. Ông qua đời năm 1901, để lại khoảng hơn 700 bức tranh, 300 bản in thạch bản và 40 tấm poster. Đáng chú ý ông chính là người đã vẽ poster cho Moulagour, quán rượu nổi tiếng ở thủ đô Paris với những vũ công có điệu nhảy đá chân cao đặc trưng, lần đầu tiên mở cửa đón công chúng cách đây đúng 130 năm loutre không chỉ vẽ những cuộc sống tại quán rượu paris về đêm những thú vui âm nhạc trong những bức tranh của mình mà ông ấy đã thực sự sống với những điều đó ông ấy là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi đã trải nghiệm hết những gì mà ông ấy miêu tả những bức tranh của ông không chỉ gây ấn tượng với chúng tôi bởi sức sống và sự mạnh mẽ của nó mà còn bởi sự gần gũi của các chủ đề Triển lãm các tác phẩm của danh họa Toulouse-Lautrec sẽ diễn ra tại cung điện lớn Grand Palais tại Paris từ ngày 9 tháng 10 năm 2019 đến ngày 27 tháng 1 năm 2020, nhân kỷ niệm 155 năm ngày sinh của ông.